chúng ta tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm lại nơi đã khơi lại dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Đó là chùa Thiền Tông Tân Diệu, số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là lần thứ hai chúng tôi đặt chân vào ngôi chùa. Thế nhưng sự thanh tịnh và bình yên nơi cửa thiền lại tràn về với chúng tôi như mới hôm qua. Và lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và ngộ đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông qua tài liệu Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này, do soạn giả Nguyễn Nhân, người giữ mạch nguồn Thiền Tông, sưu tầm và biên soạn. Phật tử trên cả nước vẫn gọi ông với cái tên trân trọng và trìu mến, người giữ lửa. Cùng với đó, chúng ta cùng tìm hiểu về những câu chuyện đời thực sự ngộ thiền của những Phật tử điển hình trên cả nước. Chúng ta cùng ngắm lại các phù điêu và bài kệ của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Các phù điêu được sơn vàng và chạm trổ khá công phu. Phù điêu chính giữa là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tay phải và tay trái ngài đều cầm một cành hoa sen. Phía trên là hình con rồng ngậm hai cành sen hướng về ngài. Ngụ ý, ngài nhận nhiệm vụ nối tiếp làm tổ vị Thiền Tông đời thứ 34 và sau đó sẽ trao truyền lại cho người sau. Hình ảnh rồng ngậm hai cành sen tượng trưng cho việc ngài nhận tổ vị là thời kỳ thứ hai bùng phát mạch nguồn Thiền Tông. Theo lịch sử, Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau đó trao lại sứ mạng gánh vác Thiền Tông cho nhị tổ Pháp Loa. Kế đến, nhị tổ Pháp Loa trao ngôi vị tổ Thiền Tông cho tam tổ Huyền Quang. Chúng tôi xin trích một đoạn mà Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách đánh giặc và giữ nước qua buổi lễ truyền ngôi vua. Trong quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này, do soạn giả Nguyễn Nhân cất công sưu tầm và biên soạn. Thái tử Trần Anh Tông có trình thư hỏi phụ vương như sau: Kính thưa phụ vương, thuật đánh quân xâm lược của phụ vương con đã hiểu, vậy kính xin phụ vương dạy con căn bản giữ nước như thế nào cho bền vững. Đức vua dạy thái tử Trần Anh Tông: Một vị vua cầm quân giỏi phải hiểu rõ: một, hiểu rõ chiến thuật của đối phương; hai, hiểu rõ quân số của đối phương; ba, hiểu rõ lương thực của kẻ xâm lăng nuôi số binh sĩ của họ được bao nhiêu ngày; bốn, con phải dạy cho toàn quân toàn dân thuật đánh quân xâm lược như sau: khi đối mặt với quân thù, tâm phải kiên cường và không sợ, đừng vội tấn công trước. Vì sao vậy? Vì quân thù khi đưa quân xâm lược nước ta, ban đầu họ rất hung hăng. Cứ để cho họ hung hăng bước vào nước ta đi. Khi họ mệt mỏi thì con ra lệnh tổng tấn công và khóa chặt biên giới lại, không cho quân tiếp viện cũng như rút lui. Con phải nhớ một điều là khi bọn họ bị thua chạy về nước của họ, con đừng đuổi theo. Còn người bị con bắt làm tù binh, con phải đối đãi tử tế với họ. Chính lòng bao dung này mà họ kính nể vua dân nước ta. Đạo Phật là đạo giác ngộ, từ đó sự giác ngộ đó mới có trí tuệ sáng suốt và từ bi. Vì vậy mà giúp quốc gia Đại Việt được bình yên và cứu nhân dân không phải làm nô lệ cho kẻ khác, là Trẫm đã sử dụng lòng từ bi chân chính mà Đức Phật dạy. Khi Trẫm đánh quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, Trẫm sử dụng tánh thanh tịnh của con người để đánh, chứ tánh thanh tịnh của Phật tánh Trẫm không sử dụng. Vì vậy, Trẫm khi đánh giặc là sử dụng tánh người thanh tịnh. Vì là thanh tịnh nên toàn quân và toàn dân của Trẫm không ai sợ quân giặc cả. Nhờ vậy mà quân dân Việt Nam đánh chắc và thắng chắc quân thù.
Thái tử Trần Anh Tông nghe phụ vương dạy, thái tử cố gắng nghe và nguyện thực hiện đúng lời phụ vương dạy. Nhân đây, chúng tôi xin được trích lời kết của tác giả Nguyễn Đức Sinh trong bài viết Qua sự truyền ngôi của vua Trần Nhân Tông, nghĩa về phái thiền nhập thế, được đăng trên trang chính của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam www.phatgiao.org.vn. Qua buổi lễ truyền ngôi báu cho con của vua Trần Nhân Tông mà soạn giả Nguyễn Nhân đề cập trong cuốn sách Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con trị nước và tín ngưỡng Phật giáo do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành 2017. Chúng tôi thấy đây là một tư liệu quý nói về việc giữ nước và tín ngưỡng của Phật giáo thời Trần cách đây trên 700 năm. Và hôm nay nhìn lại, ta vẫn không khỏi kinh ngạc về bản lĩnh trí tuệ viên dung giữa đời và đạo của cha ông ta trong việc dựng nước và giữ nước. Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, phải nói rằng chưa thấy có một vị vua nào khi truyền ngôi vua cho con mà dạy rất rõ ràng, rành mạch và đầy đủ như Đức Vua Trần Nhân Tông. Và điều đặc biệt, Đức Vua đã dạy con giác ngộ và công thức giải thoát. Chúng tôi rất may mắn tìm được 5 phần dạy con của Đức Vua Trần Nhân Tông. Quả thật, Đức Vua Trần Nhân Tông để lại cho nhân dân Việt Nam ta một tài sản vô cùng quý giá mà không có vị vua nào từ trước đến giờ trong lịch sử Việt Nam đã từng làm. Chúng tôi xin trích một vài câu kệ trong bài kệ của vua Trần Nhân Tông khi người giác ngộ thiền tông. Hôm nay trẫm nhận rõ rành, pháp thiền thanh tịnh trụ thành Thăng Long. Thiền tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, ta nay phổ biến ý Ngài Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền. Hình ảnh Đức Vua Trần Nhân Tông gắn liền với đỉnh thiêng Yên Tử. Nói đến Yên Tử, chúng ta không thể không nhắc đến Chùa Đồng. Hàng năm, hàng triệu người dân trong nước cũng như khắp thế giới đều đến để viếng thăm núi Yên Tử cũng như chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Đồng. Thế nhưng, có mấy ai hiểu được nguồn gốc lịch sử của ngôi Chùa Đồng từ xa xưa, cách đây đã hơn 700 năm? Chúng tôi xin trích tiếp một đoạn của Đức Vua Trần Nhân Tông dạy đạo cho quan văn hóa Triệu Nhật Trường. Sau khi dẹp xong 2 lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, Ngài nhường ngôi vua cho con là Trần Anh Tông, lên núi Yên Tử lập ra phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử để dạy pháp môn Thiền Tông học này. Có ông quan phụ trách văn hóa Triệu Nhật Trường từ Kinh Thành lên hỏi Ngài như sau: Kính thưa Thái Thượng Hoàng, khi Ngài được rơi vào bể tánh thanh tịnh của chính Ngài, cảm giác của Ngài như thế nào? Xin nói lại cho chúng con nghe. Đức Vua Trần Nhân Tông bảo ông quan phụ trách văn hóa Triệu Nhật Trường: Trước khi trả lời câu hỏi của ông, ta sẽ đưa ra ví dụ sau. Ông hãy trả lời cho ta xem thử. Ví dụ, hiện ông ở vùng nhiệt đới. Khi ông lên được vùng Bắc Cực, ông cảm nhận được cái lạnh của Bắc Cực. Khi ông về lại vùng nhiệt đới, người ở vùng nhiệt đới hỏi ông về cái lạnh ấy như sao, ông có thể nào trả lời được không? Ông quan văn hóa Triệu Nhật Trường trả lời: Dạ thưa không ạ. Đức Vua Hoàng Trần Nhân Tông bình thản đáp: Vì ông không trả lời được cái lạnh ấy như thế nào cho chuẩn xác được, nên hôm nay ta cũng không thể trả lời cho ông được. Nếu ta nói với ông lạnh như thế này hay như thế kia, ông chỉ có suy nghĩ cái lạnh ấy mà thôi. Đã là suy nghĩ thì làm sao đúng được. Thôi, ông về triều đình đi, 1 năm sau lên đây ta sẽ nói cho ông rõ.
ông quan phụ trách văn hóa trở về triều đình. Mùa đông năm sau, ông trở lên núi Yên Tử. Đức vua Trần Nhân Tông bảo ông vào trong một cái am làm bằng đồng rất nhỏ, vừa đủ để cho một người ngồi trong đó, và ngài đóng cửa am bằng đồng đó lại. Độ 5 phút sau, ông quan phụ trách văn hóa Triệu Nhật Trường thưa với Đức vua: "Con bị lạnh quá, xin Thái Thượng Hoàng mở cửa cho con ra." Đức vua Trần Nhân Tông liền mở cửa am ra. Ông quan phụ trách văn hóa Triệu Nhật Trường liền nhanh chân bước ra ngoài, thân ông run rẩy. Đức vua hỏi ông quan phụ trách văn hóa: "Vậy ông hãy tả cái lạnh buốt mà ông ngồi trong đó, cái lạnh ấy như thế nào cho ta nghe thử." Ông quan phụ trách văn hóa Triệu Nhật Trường trình thưa với vua: "Dạ, cái cực kỳ lạnh buốt đó chỉ có con biết được, chứ làm sao con nói lại cho Thái Thượng Hoàng biết được." Đức vua Trần Nhân Tông bảo: "Việc ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự ta biết, chứ làm sao nói cho ông nghe được." Vì sự tích này mà chùa Đồng trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến như ngày hôm nay. Thật tự hào, di tích chùa Đồng chính là một phần lịch sử vẻ vang của nước nhà. Đó là nước Việt Nam của chúng ta, cuối thế kỷ thứ 13, có vị vua giữa đời và đạo Viên Dung, Đức vua Trần Nhân Tông. Thế nhưng, có mấy ai trong chúng ta hiểu được lịch sử xa xưa của chùa Đồng nói riêng và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung? Tấm gương của Trần Nhân Tông để lại cho dân tộc Việt Nam đó, có những cái bài học rất quý giá. Nào là cách dạy con giữ nước, rồi dạy con về tín ngưỡng, dạy con về cách đánh giặc ngoại xâm, và đồng thời là dạy con về vấn đề mà thu nhận người vào trong bộ máy công quyền rất đặc biệt. Đây là cái Trần Nhân Tông để lại cho dân tộc Việt Nam ta, có những cái tài liệu này và chúng tôi sưu tầm biết được đây là gọi là quốc bảo của quốc gia Việt Nam chứ không phải ít. Trước khi sưu tầm và viết cuốn Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này, ông đã hơn 10 năm chăn trở sưu tầm và viết ra 10 quyển sách. Với những đóng góp của ông, đã biết bao nhiêu người hiểu về Phật Pháp và Thiền Tông. Ông xứng đáng là người giữ lửa. Khi tôi đọc được 10 cuốn sách của Thầy Nguyễn Nhân viết và quyển Vua Trần Nhân Tông dạy con, thì bản thân tôi bừng tỉnh. Và sau đọc xong thì tôi nghĩ Thầy xứng đáng là một người giữ lửa. Vì tại sao? Vì Ngài người đã nung nấu một cái suốt cả một tuổi trẻ của Thầy là 60 năm để đưa cái huyền ký, đưa cái sách trắng, đưa cái dòng chảy của Thiền Tông đến cho thế gian mà tồn tại đến bây giờ suốt là gần 3.000 năm. Các Phật tử trên cả nước coi các cuốn sách này là báu vật đáng quý mà mỗi gia đình nên sưu tầm, đọc và lưu giữ, để ngọn lửa của mạch nguồn Thiền Tông ngày càng được lan tỏa. Khi mà tất cả những cái hậu thế mà đọc được cái 10 quyển của Thầy Nguyễn Nhân ấy, thì họ bừng tỉnh, họ hiểu là cái pháp môn này là rất khoa học, rất thực tế, thì họ sẽ biết yêu đất nước hơn, yêu con người hơn, và họ sẽ đi đúng đường và họ làm ăn thân thiện. Chị Đặng Trang Viễn Ngọc đã từng tốt nghiệp 4 trường đại học trong nước. Chị là một tiến sĩ, giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã về nghỉ hưu được 2 năm nay. Chị đã nhận được 3 cuốn sách do một người bạn tặng. Dường như
Các cuốn sách này đã hút hồn chị từ những trang đầu tiên, đặc biệt là cuốn Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, Tín Ngưỡng, Công Thức Giải Thoát và Sự Thật Nơi Trái Đất Này. Ba cuốn sách mà tôi nhìn thấy có liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và như cuốn sách đó, đây. Tôi đã chộp lấy cái bao thơ và mở ngang, xé cái bao thơ ra và đọc. Và mở ra và nhìn thấy cái cuốn này và tôi cầm tôi đọc ngấu nghiến. Tôi chỉ đọc trong vòng rất là nhanh một chút thôi là tôi đã đọc hết cuốn này. Và đọc đến đâu thì nước mắt tôi giàn giụa đến đấy. Trong tim của tôi mỉm cười, sung sướng, nhưng mà nước mắt thì giàn giụa. Tôi giống như là đã tìm lại được cái điều gì đấy thật là tuyệt vời. Tất cả những gì mà tôi đi tìm thì nó đều nằm ở đây, hay chỉ đơn giản như Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nói, có một công việc thì hãy cố mà làm đi, làm cho tốt để đạt được đến đỉnh cao của sự nghiệp. Chị có đại duyên, đại phúc. Và cũng từ sau cơn bão số 10 năm 2017, chị đã quyết định ăn chay. Không có gì có thể diễn tả nổi cảm xúc của chị khi tìm được con đường đi của chính mình. Và tôi tin rằng, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Con đường đó đang ở trước mặt tôi. Không thảm đỏ, không bông hoa, không cờ, không lọng. Chỉ có trùng trùng dọc theo nó, chờ tôi chinh phục nó. Nhưng tôi biết cuối con đường có một ngôi nhà dành riêng cho tôi. Ngôi nhà này không phải bằng gỗ, sắt hay cát đá xi măng thông thường, mà ngôi nhà này được xây bằng vật liệu công đức. Tôi nhận thấy những người nghiên cứu và tu tập pháp môn Thiền Tông của Đức Phật dạy có đủ tất cả những thành phần trong xã hội, từ những vị tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, vân vân, cho đến những người công nhân, nông dân, cũng như những người mưu sinh kiếm sống đơn thuần hàng ngày. Chúng ta cùng tới thăm một gia đình có 3 thế hệ hiểu về Phật Pháp. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Phúc ở Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Ông bà là giáo viên và cán bộ đã nghỉ hưu. Hiện nay, ông bà có 5 người con và 11 người cháu. Các con của ông bà đã yên bề gia thất. Và cứ cuối tuần, các con cháu lại về thăm sức khỏe ông bà. Gia đình 3 thế hệ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Tuy đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông bà vẫn luôn luôn hướng tới triết lý sống của Đức Phật là giác ngộ, giải thoát, từ bi và trí tuệ, và luôn làm nhiều việc tốt giúp ích cho đời và cho mọi người. Tôi đã hiểu ra được rất nhiều về nguồn gốc của Đạo Phật và cách tu như thế nào, cũng muốn làm thế nào đó để cuộc sống của mình cũng như mọi người đều có những cái hiểu biết và giác ngộ về Đạo Phật, để sống với nhau nó thanh tịnh, nó đoàn kết, nó hòa thuận, và để mọi người sống với nhau và có một cuộc sống thật an lành. Hàng ngày, ông vẫn miệt mài đọc các cuốn sách, và đặc biệt, quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước, Tín Ngưỡng, Công Thức Giải Thoát và Sự Thật Nơi Trái Đất Này được ông đọc đi đọc lại. Và ông đã thấm nhuần tư tưởng của Đức Vua Trần Nhân Tông với nhân thời thế thái. Với ông có lẽ cuộc sống thật đơn giản và ý nghĩa nếu mỗi người đều tìm được sự chân thật và hướng đi đích cực trong cuộc sống đời thường. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc nấu nướng, bà Phúc lại nghe đài về Phật Pháp. Điều giản dị là bà cứ nghe đi nghe lại và cảm nhận được những điều tuyệt vời về những lời dạy của Đức Phật. Và những lời dạy này cách đây đã hơn 2.500 năm, nhưng lúc nào
cũng văng vẳng bên tai bà. Tâm mình để thanh tịnh và tu rèn luyện mình để mình làm nhiều việc tốt có lợi cho gia đình và cho xã hội. Rồi đối với gia đình, đối với các con thì tôi nghĩ rằng lúc nào cũng để cái tâm thanh tịnh rồi thì sống theo cái tính Phật của mình để giáo dục con cháu nó chăm ngoan, học giỏi, nó lễ phép. Thế và đối với gia đình thì làm sao để gia đình hạnh phúc hơn. Thật tuyệt vời khi bốn người con của ông bà cũng được gieo duyên để hiểu về Phật Pháp. Với họ, cuộc sống cho dù có khó khăn thế nào cũng luôn phải lạc quan và thực sự phải biết sống tốt. Việc tu tập của các anh chị không nằm ngoài mục đích nhằm giúp cho các con của mình thế hệ thứ ba luôn biết sống tốt, sống nhân văn và thực sự có ý nghĩa. Tôi thật cảm thấy cuộc sống thật là đơn giản và hạnh phúc không phải đi tìm cầu đâu xa, mà hạnh phúc là tự tâm mình. Tôi luôn cố gắng để tu sửa những cái hành vi rồi thì những cái sai của tôi hàng ngày, và tôi cảm thấy cuộc sống thật là an lạc khi mình biết áp dụng cái cốt tủy của Thiền Tông, của Đức Phật dạy, đó là buông, dừng, thôi, dứt, tránh xa luận bàn. Tôi thường hướng con tôi là học trò của tôi là hãy sống tốt, hãy tu sửa hàng ngày. Bé Nguyễn Phương Thảo, 15 tuổi, con của anh chị Hà Sơn, cháu ngoại của ông bà, vốn hiền lành và ít nói. Thế nhưng, dường như thế giới quan và nhân sinh quan của cháu như một người lớn tuổi. Cháu cho rằng cuộc sống của mọi người quá tất bật theo guồng quay kiếm sống mưu sinh, nên mọi người cũng ít khi có thời gian để lắng lại và nhìn xem mục đích sống của mình là gì. Thật tự hào lớp ông bà, bố mẹ, cô chú của Thảo hiểu về Phật Pháp. Điều này là động lực giúp em ngày càng học tốt và sống tốt, xứng đáng là người con, người cháu hiếu thảo trong gia đình. Câu chuyện về chị Viễn Ngọc và gia đình ông bà Tuyên Phúc như một minh chứng rằng chúng ta có thể kết hợp việc đời và việc đạo một cách hài hòa, giúp cho cuộc sống này ngày càng ý nghĩa hơn. Qua 10 quyển sách đó thì con cảm nhận được là mình đã tiếp nhận được rất nhiều điều, cả những chân lý bổ ích cho cuộc đời của chúng ta. Và theo như con biết thì mọi người thường nghĩ là hồi trẻ thì cứ nên học và chơi, rồi thì về già thì hãy tu theo Phật Pháp hướng thiện sau. Nhưng mà theo con thấy thì ngay cả khi trẻ, khi mọi thời khắc của chúng ta thì chúng ta đều nên biết và hướng đến Phật. Và cũng vì thế mà ngay lúc con còn trẻ như thế này mà con đã muốn tìm hiểu về Phật Pháp. Và qua Phật Pháp thì con đã bỏ dần dần và biết xa lánh đi cái xấu. Ở trong cuộc sống lẫn học tập, con đều không có gì cảm thấy khó khăn, vì con đã tự biết là dù mình có như thế nào thì mình vẫn có thể bước về phía trước. Hãy cứ tập xả bỏ đi, không có gì phải băn khoăn, trăn trở nữa. Cứ như vậy là con đường học tập của con sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và cũng từ Phật Pháp, con đã biết đối nhân xử thế và con cảm nhận được rất nhiều điều tốt. Phải nói rằng, nhắc đến Đức Vua Trần Nhân Tông là chúng ta cùng quay về với thời đại cực thịnh của nhà Trần. Là nói đến vị sư tổ của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Cuộc đời của người là biểu hiện sức sống diệu kỳ của đạo giác ngộ trong mọi hoàn cảnh đời sống xã hội. Thiết nghĩ tấm gương về Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong cuộc đời và việc đạo cần được nhân rộng và phổ cập đến các thế hệ trẻ ngày nay cũng như mai sau. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời cho một vị tướng người Mỹ. Vị tướng ấy hỏi như sau: Ngài đánh quân Pháp và Mỹ, hai cường quốc này quân đội và phương tiện của họ rất hùng mạnh, vậy Ngài có sợ không? Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời cho vị tướng Mỹ như sau: Trong binh thư Việt Nam không có chữ sợ trong đó.
chúng tôi là hậu nhân. Ngay vị đại tướng Việt Nam trả lời về binh thư Việt Nam, chúng tôi lại nhớ về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam khi bị người khác chiếm lấy, toàn quân, toàn dân Việt Nam mà không sợ, thì kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dạy: dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó 100 lần dân liệu cũng xong.